Đây là con rắn có nọc độc đáng sợ nhất thế giới. Kẻ bí ẩn sau đó thả lên tàu cao tốc Nhật Bản. Người bị nó cắn chỉ có thể sống tối đa 30 giây. Ngay sau đó các lỗ trên người đều phun máu ra mà chết. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất trên con tàu này. Bởi kẻ bí ẩn đã cố tình thuê 7 sát thủ giỏi nhất, tất cả cùng lên chiếc tàu cao tốc để săn lùng một chiếc vali. Bên trong có 10 triệu đô tiền thưởng. Kẻ bí ẩn được mệnh danh là Dead White, cái chết trắng. Dead White vốn là một võ sĩ người Nga. Vì võ quá giỏi nên được lòng người đứng đầu mafia Nhật Bản. Ông trùm Yakuza nhanh chóng tin tưởng Dead White, nhưng cuối cùng lại bị chính Dead White phản bội giết chết. Hắn từ đó thâu tóm băng đảng mafia hùng mạnh, trở thành kẻ tàn ác số 1 Nhật Bản. Bất kỳ ai nghe danh Dead White đều phải khiếp sợ kinh hoàng. Nam chính Brad Pitt cũng được thuê lên tàu lấy chiếc vali. Anh vẫn được mệnh danh là sát thủ đen đủi. Đến việc đi qua vũng nước cũng bị té ướt. Lên xe ô tô để ra tàu tự dưng bị một kẻ rơi xuống. Brad Pitt không biết bên trong vali là gì. Tổng đài nói chỉ cần lấy vali và xuống ga thứ nhất. Con vợ nghĩ nhiệm vụ đơn giản nên không mang theo súng, thậm chí còn chỉ mua vé tàu đi chỉ có một trạm, mà không hề biết rằng hai siêu sát thủ đã trên tàu. Chúng vừa mới cứu con trai của ông trùm Dead White bằng cách giết cả một tổ chức mafia đáng sợ. Đẳng cấp của hai anh em sinh đôi này phải nói là tuyệt đỉnh. Nhờ vậy cứu được cậu con trai và mang chiếc vali lên tàu. Cộng thêm một ông bố người Nhật có đứa con trai vừa bị kẻ xấu ám hại, hắn thậm chí viết giấy hẹn anh lên tàu. Ông bố Nhật đến nơi hẹn thấy một cô gái ngây thơ, nên không ngờ được cô ta cũng chính là một sát thủ, thậm chí là một kẻ ác đến giận người. Cô ta cho một sát thủ canh chừng con trai của ông bố Nhật, đe dọa sẽ giết cậu bé để ông bố nghe theo mình. Đúng như dự đoán, Brad Pitt dễ dàng tìm thấy chiếc vali. Anh cứ vậy kẹp vào nách chuẩn bị rời tàu. Ông trùm Dead White yêu cầu đưa con trai và chiếc vali xuống trạm. Khốn nạn thay, chúng phát hiện ra chiếc vali vừa bị đánh cắp. Trong khi này, Brad Pitt vừa ra tới cửa lại gặp một sát thủ khác, kẻ mệnh danh là Sói Vua, một sát thủ đẳng cấp nhất vịnh Bắc Bộ, có thể nói là bá đạo nhất vùng Trung Đông. Nhưng ngay khi hắn tổ chức đám cưới cùng cô vợ, mọi người ai ai cũng ăn bánh, chỉ có chú rể Sói Vua không ăn. Kết quả toàn bộ những người trong rạp đều bị trúng độc rắn, tất cả chết sạch bao gồm cô dâu. Sau đó một kẻ bí ẩn chỉ điểm cho hắn lên tàu. Ngay lập tức hắn lao vào đâm giữa ngực Brad Pitt. Cũng may chiếc iPhone 14 đã cứu mạng anh. Brad Pitt chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết dùng vali chống đỡ, mà anh giải thích thế nào hắn cũng không nghe. Cuối cùng Sói Vua phóng dao bị bật lại trúng thẳng tim mình. Phía hai sát thủ tìm chiếc vali không thấy đâu. Quay lại chỗ cậu con trai ông trùm cũng vừa bị sát hại, có vẻ như cậu ta bị ám sát bởi chất độc con rắn. Tránh để phát hiện, hai sát thủ lại phải ngụy trang, rồi chia ra hai hướng để chặn kẻ lấy trộm vali xuống tàu. Cùng lúc này chiếc tàu đã đến trạm, Brad Pitt chỉ cần xuống tàu là mọi chuyện xong xuôi. Nhưng ra đến cửa đã thấy tóc xoăn chờ sẵn, hết cách anh chỉ đành quay đầu sang cửa khác. Ai ngờ lại bị một kẻ thú nhồi bông trêu đùa. Kết quả vừa chạy đến cửa thì cũng đóng lại, con vợ đau khổ đành phải chấp nhận đi thêm một trạm nữa. Anh gọi điện về báo cho tổng đài, không may điều này đã bị sát thủ khác nghe được. Đi lên phía trên thì sát thủ dâu kém đã chặn đường. Brad Pitt vội vàng trốn tạm vào trong tủ. Cô gái chỉ điểm cho hắn chính là Brad Pitt lấy trộm vali. Dâu kém lập tức nhắn tin báo cho tóc bạc. Cũng là lúc Brad Pitt giả vờ có súng dưới bàn không chế hắn. Anh muốn thương lượng sẽ trả lại chiếc vali, chỉ cần chúng không bám đuổi và giết anh nữa. Nhưng tóc bạc là người có khả năng nhìn thấu tâm can. Tóc bạc biết cửa Brad Pitt vừa nói dối, và bên dưới cũng không có súng nào cả. Đến nước này hai bên chỉ đành giao chiến. Nhưng khi còn đang đánh nhau to, thì một bà lại ra vẻ giữ im lặng. Hóa ra đây là toa tàu im lặng tuyệt đối. Đợi bà cụ quay đi, hai thằng lại tiếp tục đánh nhau, vừa đánh nhau vừa cố gắng không tạo ra tiếng động. Nhưng đúng là không qua được đôi tai thính của bà. Sau một hồi đánh nhau, tóc bạc có vẻ chiếm lợi thế, nhưng Brad Pitt nhanh chóng đạp tung người phản công, cuối cùng dùng chiếc máy tính hạ gục đối thủ. Anh cẩn thận cho thuốc mê vào trong chai nước, ngay sau đó lấy trộm chiếc điện thoại của hắn, trốn vào khoang hành lý để gọi điện báo tổng đài. Cẩn thận chặn cửa tránh sát thủ đuổi theo, không may khi lấy cái lồng chặn cửa, lại vô tình làm thoát ra con rắn độc nhất thế giới. Phía bên này ác nhân đã tìm thấy chiếc vali. Brad Pitt lúc này quay lại lấy chiếc vali, nhưng không may lại gặp anh soát vé, thế là đành quay sang gạ đổi mũ áo với một người. Sát thủ dâu kẽm đuổi tới thì phát hiện cửa đã bị chặn, hắn dùng súng kẹp gấu bông bắn đầu cửa, vô tình làm con rắn thoát ra ngoài khoang. Dâu kẽm khống chế anh đội mũ nhưng phát hiện không phải Brad Pitt. Cũng là lúc Brad Pitt chạy quay lại, phía khác ác nhân vào nhà vệ sinh. Ông bố Nhật khống chế ác nhân, nhưng sợ con bị ám sát thì không dám ra tay nữa. Đúng lúc này bố của anh gọi điện, ông nghe giọng run run của con trai liền biết con trai đã bị khống chế. Nữ ác nhân Ektokuda ở lại thử mở chiếc vali, bằng cách thử từng số một. Phía hai sát thủ lại bị ông trùm kêu đưa con trai xuống trạm. Bên ngoài ông ta đã phát hàng trăm đàn em đến tiếp đón rồi. Đến trạm dâu kẽ một mình ra tiếp chuyện. Anh chém gió rằng con trai hắn vẫn còn sống. Phía bên trong tóc xoăn cầm tay hắn để vẫy chào. Đúng lúc cửa tàu sắp đóng, dâu kẽ vội lên tàu trở lại. Tạm thời họ lại sống thêm được một trạm nữa. Cả hai mau chóng chia nhau ra đi tìm Brad Pitt. Bên này Tokuda đã thử ra bộ số mở chiếc vali. Nữ ác nhân quay lại liền gắn bom nổ siêu mạnh vào trong, thậm chí cả khẩu súng của ả đang cầm cũng đã gắn bom nổ. Phía Brad Pitt đang trốn kỹ trong nhà vệ sinh, những dễ dàng bị dâu kẽm tìm thấy nhờ định vị điện thoại. Hai bên lập tức lao vào ẩu đả, vì toàn là những sát thủ hàng đầu nên cả hai đều muốn hạ gục đối thủ nhanh nhất có thể. Đáng tiếc đang đánh nhau thì nữ phục vụ lại đi qua.
Brad Pitt nhân tiện order chai nước, ngay sau đó lại nhờ sát thủ dâu kẽm trả tiền. Anh uống xong liền ném thẳng mặt, dâu kẽm tức giận lao vào thích cổ muốn giết chết anh. Brad Pitt rất thông minh đạp vào cửa thoát hiểm, tốc độ 300 km/h mau chóng hút hai người ra, phải rất vất vả mới quay lại được vào tàu. Dâu kẽm với được đôi đũa chuẩn bị chọc vào mắt Brad Pitt. Đúng lúc này chuông điện thoại lại reo, dâu kẽm đành dừng cuộc chiến để nghe điện thoại. Ông trùm lại yêu cầu trạm tới phải xuống tàu kiểm tra. Brad Pitt hỏi chúng không biết mặt thằng con chứ. Thế là anh đóng giả làm thằng con cầm chiếc vali cho chúng kiểm tra. Ai ngờ anh vuốt vừa một cái số nhọn thế nào chiếc vali lại mở. Quả không hổ danh sát thủ đen đủ nhất hành tinh. Xem chừng lần này cả đám chết chắc. Phía khác tóc xoăn gặp hai người hỏi thăm về chiếc vali, nhưng chỉ qua vài câu nói, với con mắt nhìn người tóc xoăn dễ dàng phát hiện ra, một trong hai người là ác nhân Diesel. Anh giơ súng khống chế hỏi ai là kẻ sát nhân thì giơ tay lên. Ông bố vì nghĩ tới đứa con nên chấp nhận hy sinh, do vậy bị tóc xoăn bắn vào bụng, còn ác nhân Diesel thì đã thoát thân. Phía bên này Brad Pitt muốn từ bỏ để xuống trạm, đáng tiếc dâu kẽm chặn lại, hắn muốn anh ở lại chịu trách nhiệm thay hắn. Brad Pitt nhìn đồng hồ biết cửa sắp đóng, liền tung chân đạp thẳng hắn bay ra ngoài, nhưng dâu kẽm vẫn nhanh chóng đuổi theo bám được vào đuôi. Quay lại phía tóc bạc vô tình uống chai thuốc mê, vừa uống xong anh lại phát hiện ra cô gái mới là kẻ nói dối. Anh biết cô gái chính là ác nhân Diesel, kẻ ác độc nhất, nhưng chưa kịp bắn thì thuốc mê đã có tác dụng. Ác nhân không ngần ngại rút súng bắn tóc xoăn. Phía bên ngoài dâu kẽm điên cuồng đấm vào cửa kính, mãi cuối cùng mới vào được bên trong. Brad Pitt thì quay lại lấy chiếc vali, mà không biết bên trong đã cài bom rồi. Đúng lúc này một sát thủ mới xuất hiện, chính là kẻ đã hạ độc rắn đối với con trai ông trùm. Brad Pitt chợt nhớ ra cô ta chính là người bỏ độc vào bánh. Độc nhân lập tức điên cuồng tấn công. Cô ta khống chế chuẩn bị tiêm độc vào Brad Pitt, loại độc chỉ 30 giây là lấy đi mạng người. Brad Pitt chỉ biết lấy vali chống đỡ. Ai ngờ cô ta thả cho kim tiêm chọc vào tay anh. Brad Pitt nhanh trí chọc nốt số độc còn lại vào. Chỉ có 30 giây để tiêm thuốc giải. Nhưng khi độc nhân lấy thuốc giải, Brad Pitt đã nhanh tay hơn. Hết 30 giây chất độc lập tức phát tác, hoàn toàn không có cơ hội sống sót nào. Cùng lúc này dâu kẽm quay lại, hắn hết sức đau lòng khi thấy anh em của mình hy sinh. Dâu kẽm thề nhất định sẽ phải trả thù. Trên đường đi dâu kẽm gặp lại ác nhân Diesel. Cô ta khóc lóc nói rằng Brad Pitt vừa giết tóc bạc, nhờ diễn xuất tốt ác nhân dễ dàng đánh lừa anh ta. Bất chợt dâu kẽm phát hiện hình dán ở lưng chính là tóc bạc đã để giấu lại. Dâu kẽm biết cô ta chính là ác nhân Diesel, nhưng đúng lúc chuẩn bị kết liễu, cô ta bất chợt hét lên cứu mạng khi thấy Brad Pitt đến. Brad Pitt lao vào vật lộn khiến súng bóp cò. Dâu kẽm cố gắng chỉ ra ác nhân nhưng Brad Pitt không hiểu. Ác nhân cứ khóc lóc nên ai cũng tin cô ta. Con tàu lúc này đến trạm gần cuối. Bố của Tokuda khi này cũng lên tàu. Ông bước xuống ngồi ngay bên cạnh, bởi ông nhận ra giọng của ác nhân qua điện thoại lúc đầu. Brad Pitt thấy e ngại nên muốn chuyển đi chỗ khác. Đột nhiên con rắn độc lại cắn vào tay anh. Quả nhiên đen đủi chưa khi nào rời xa anh nửa bước. Bên ngoài ác nhân dọa giết cô ta thì sát thủ cũng giết cậu bé. Nhưng Toku đã lường trước điều này, nên đã bố trí một nữ sát thủ kịp thời giải quyết hắn. Nhưng ông không thèm giết nữ ác nhân, bởi tin rằng cô ta sẽ chết vì sự độc ác của mình. Lúc này Brad Pitt quay lại, nhưng anh không chết vì thuốc giải độc vẫn có tác dụng. Bố của Tokuda lúc này mới kể, hóa ra trước kia ông là cận vệ của ông trùm Dead White đến và hủy diệt tất cả. Cả băng đảng chỉ còn bố Tokuda sống sót, người vợ cũng bị hắn sát hại, chỉ còn người con duy nhất là Tokuda. Giờ chính là cơ hội cuối để ông trả thù hắn. Mở cửa nhà vệ sinh, ông phát hiện con trai mình còn sống. Cả tên tóc xoăn cũng đột ngột sống lại. Hóa ra là áo giáp đã cứu mạng hắn ta. Cả nhóm lúc này chỉ còn 4 người. Họ sắp phải đối mặt với hàng ngàn tên xã hội ở trạm tàu cuối. Cả trùm cuối Dead White cũng chờ sẵn ở đây. Hóa ra nữ ác nhân chính là con gái của hắn. Nhưng nữ ác nhân luôn muốn giết bố mình để chiếm ngôi. Chỉ có điều trùm cuối không dễ sơi như vậy. Cô gái muốn lừa bố mình bắn chiếc súng cài bom sẵn. Cũng may ông ta không mắc lừa. Cùng lúc này Brad Pitt cầm chiếc vali ra ngoài giao nộp. Ông trùm cho hai kẻ mở khóa, còn bản thân nói hắn phải giết Caver, bởi Caver chính là kẻ đã giết vợ của hắn. Nhưng Brad Pitt nhận ra hôm nay mình đã đi làm thay Caver, anh không phải Caver. Đúng lúc này chiếc vali được mở gây ra vụ nổ, đẩy Brad Pitt và ông trùm Dead White vào tàu. Tóc xoăn bật cho tàu tăng tốc. Nhóm Tokuda trong tàu bắt đầu điên cuồng tấn công, tàn sát tất cả những kẻ tay sai của ông trùm. Chỉ còn bố Tokuda đối mặt với Dead White. Con tàu vẫn lao đi như điên, mà hai người Brad Pitt thì không biết cách dừng lại. Bên trong hai trùm cuối thì vẫn phang nhau. Đánh một hồi Toku đã rơi vào thế yếu. Cũng là lúc một chiếc tàu khác lao tới hút vào đuôi. Hai chiếc tàu siêu cao tốc va chạm gây ra siêu tai nạn. Bộ điều khiển trung tâm cũng đã cháy to. Hơn nữa họ lại phải đối diện với đám xã hội. Tóc xoăn vì cứu Brad Pitt đã ôm một kẻ lao xuống hồ. Brad Pitt ở lại nhìn thấy hộp phanh khẩn cấp đã hỏng. Anh cố gắng kết nối lại phanh. Cũng là lúc bên ngoài Dead White làm thủ tục, hắn cho một viên đạn vào súng rồi bắn lần lượt. Ai mà chết thì là kẻ đen đủ hơn. Đúng vào viên đạn cuối cùng chuẩn bị bắn, Brad Pitt kịp thời đấu lại phanh dừng khẩn cấp. Bố Tokuda vùng lên chém rách người Dead White, nhưng không ngờ rằng đường sắt đã hết. Con tàu cao tốc chưa hết tốc độ đâm xuyên qua ngôi làng. Brad Pitt may mắn được con thú nhồi bông đỡ lại. Đây cũng là lần đầu tiên anh may mắn. Không ngờ Dead White cũng đã tỉnh lại. Hắn bắn Brad Pitt nhưng súng hết đạn. Kết cục lôi ra khẩu súng của con gái ác nhân. Cái kết viên đạn bay nhẹt khiến hắn nổ não. Cuối cùng thì gia đình Tokuda cũng trả được mối thù. Bất ngờ nữ ác nhân
nhanh xuất hiện, cô ta chuẩn bị xả súng giết ba người. Nhưng một lần nữa may mắn lại đứng về phía Brad Pitt, có lẽ vận đen nó đã xa lánh anh rồi. Hóa ra là tóc bạc rơi xuống suối nhưng vẫn sống, cũng chính anh là người đâm xe giết chết ác nhân. Phim tới đây là hết rồi, nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.